xin chào Giáp Thìn, TMZ nâng ly chúc mừng năm mới lương thưởng gấp đôi, revenue tăng nhiều gấp bội. Mỗi năm sẽ được welcome thêm bao nhiêu khách hàng, tour bán tưng bừng mỗi ngày, tài khoản tiền về nhảy tinh tinh. 2024 sẽ tới với bao nhiêu điều tốt lành, sếp Kiên cười suốt ngày trông trẻ như 20. Anh không phải có những lúc lắng nghe team họp mỗi tuần, có thêm ngàn lý do cho tụi mình. Món ăn xoài Việt luôn tươi ngon đến từng nguyên liệu. SLC Marketing là thương hiệu cực kỳ uy tín. Sau năm 24 sẽ có thêm bao nhiêu điều bất ngờ, có thêm vài khách sạn mới ở khu trung tâm, thêm đối tác lớn ở quốc gia châu Âu cùng Á Mỹ, cuối năm làm chuyến đi sang tận trời London. Bay theo gió đến muôn nơi, hai ô với chiếc